Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với series mua hàng trên mạng, đó là mình sẽ phối hợp một bộ đồ học tập của học sinh có in hình BTS cùng với nhạc khá nổi tiếng. Con chút xíu mà quá kỹ vậy trời. Cái gì? Trời ơi, quá vậy lớp. Đây là gì? Má ơi. Cái bóp à. Bóp phí. Bóp phí. Bóp phí à, cái thước. Thước ơi, thước này đẹp quá vậy. Thước tham 10 mấy ngàn. 10 mấy? 16. 16 ngàn hả? Có tên quá trời nè. Tên của nhóm BTS. Cây cũng đẹp mà ngân. Mà mỏng quá ngân. Đâu mỏng, miếng này bằng gì ta? Bằng thiết gì á? Ơi gãy. Không, bằng kim loại. Kim loại. Đây là gì? Thảo biểu hả? Thảo biểu này nhiêu tiền nè, cho hay tặng? 5 ngàn. Thảo biểu 5 ngàn hả? Thì dán nó được nè, phải không? Ừ. Thấy dán được. Đây là gì? Cái dây đeo hả? Dây đeo này xài cái gì? Có chữ ký của gắn các chìa nhóm khóa xe. Để gắn chìa khóa xe hả? Gắn đâu không được, cái điện thoại không được. Dạ bao nhiêu? Gàng 2 gàng, 2 gàng tay 23cm. 6 gàng hả? Bóp viết nhỏ quá nhưng mà tôi chuẩn bị. Nếu viết chỗ này bán rẻ, mấy chỗ kia tới 90 ngàn. Sáng quá nè. Ờ có hình trái bơm rồi, cái mấy cái logo nữa nè. Logo này logo gì ngân? Này đẹp không? Thấy đẹp không? Cái này bao nhiêu tiền? 49 ngàn. Nhiêu? 49 hả? Cái bóng này là 49 ngàn. 49 ngàn. Bằng nhựa. Giữ BTS này xài lâu ngày sợ cho nó chóc nè. Wow. Chóc quá. Xài lâu ngày chóc á. Có cái thứ này đẹp nhất. Thứ này đẹp bằng kim loại luôn. Hơi bén. Với khứa cổ. Khứa cổ được á, bén á. Wow, đủ chi kiến. Và đây là bảng giá cụ thể của các sản phẩm trong video. Và các bạn lưu ý là giá của sản phẩm này là giá hiện tại khi làm video này. Và nó có thể thay đổi theo thời gian. Vì thế nên mình để link ở phần mô tả của video. Các bạn có thể click vào đó xem để xem được giá chính xác nhất nhé. Và ở đây thì chúng ta có dây đeo BTS AMI là 25.000. Và bóp viết BTS là 49.000. Và thước inox có khuôn in BTS là 16.000. Và thời phát biểu BTS là 5.000. Tổng cộng là 126.130 đồng. Vậy có tính phí ship mà phí ship nó không để trên đây. Phí ship khoảng mười mấy hai chục gì đó. Và video đến đây là kết thúc ha. Nếu các bạn thấy video này có chút xíu gì đó thú vị thì hãy like, share và cũng như đăng ký kênh để có thể theo dõi những video tiếp theo từ kênh nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo.